tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng, Mê Linh cho biết, công an và chính quyền địa phương vừa trao trả lại số tiền 1,2 tỷ được phát hiện trong xe vận chuyển chứng của một người phụ nữ cho chủ nhân số tiền trước đó trên mạng xã hội facebook chia sẻ thông tin người phụ nữ đi giao trứng ở chợ khi quay lại xe ô tô thì bất ngờ phát hiện trong xe có bọc tiền nên báo công an hình ảnh đi kèm là một túi tiền bên cạnh những khay trứng trong ô tô sự việc xảy ra ở chợ văn lôi xã tam đồng huyện mê linh hà nội cụ thể facebook này chia sẻ cô bán trứng gà đỗ xe ven đường vào chợ giao trứng lúc ra xe thì hoảng hồn khi phát hiện trong xe giao trứng có nguyên một bọc toàn tiền cô chi hô khiến cả chợ bỗng nhốn nháo được biết sau đó, cô đã báo công an truy tìm người này, số tiền đếm nhanh tại chỗ là 2 tỷ chẵn. Clip và thông tin sau khi được đăng tải lên mạng đã thu hút hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tò mò về nguồn gốc số tiền trên. Trước thông tin trên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, có việc người phụ nữ đi giao chứng phát hiện trong xe ô tô có bọc tiền lớn nên sợ hãi báo công an. Sự việc xảy ra vào ngày 13 tháng 3 tại chợ Văn Lôi. Theo lãnh đạo xã Tam Đồng, ngay sau đó, công an đã vào cuộc xác minh. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng thống kê được trong túi tiền ở trên ô tô có khoảng 1,2 tỷ đồng chứ không phải là 2 tỷ như trên mạng xã hội chia sẻ. Sau đó, lực lượng chức năng đã thông báo tìm chủ nhân của số tiền trên. Lãnh đạo xã Tam Đồng cho hay, công an đã xác định được số tiền trên là của một hộ dân trên địa bàn xã. Số tiền trên là của một nam thanh niên có được do bán đất. Vì mâu thuẫn với gia đình, người này cầm cọc tiền ném vào xe ô tô của người bán chứng lãnh đạo xã Tam Đồng nói và cho biết, tối 13 tháng 3, sau khi xác minh đúng số tiền, công an đã trao trả lại cho gia đình. Vị này cũng phủ nhận thông tin trộm cắp rồi ném tiền vào ô tô như trên mạng xã hội chia sẻ.